Vâng, hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với cái video nhận định sau cái giờ giao dịch của em Toàn. Đó thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 anh chị nhé. Đó thì chúng ta đầu tư đề hôm nay thì em Toàn có để rằng liệu nghẽn lệnh thì có phải là do có cái lực bán lớn ở thời điểm phiên chiều hay không? Thì em cùng với anh chị để chúng ta có thể là đi nhìn nhận, phân tích và đánh giá để có thể là góp thêm những cái phần nhận định để cho anh chị có thể là tham khảo trong những cái phiên giao dịch sắp tới anh chị nhé. Đó thì anh chị nào mà đang xem được video của em thì có thể là để lại cho em những lượt like, những cái trái tim màu tím để ủng hộ tinh thần cho cá nhân em Toàn. Anh chị nào muốn vào nhóm Zalo bên em, một cái Zoom cộng đồng miễn phí như này, hàng ngày thì có các cái bản tin cập nhật đầu phiên, giữa phiên này, hay là thi thoảng có những cái phân tích về tình hình trong nước và ngoài nước anh chị nhé. Đó thì anh đây chẳng hạn ví dụ như là cập nhật đến cho anh chị cái tình hình về chỉ số kinh tế của Mỹ đúng không ạ, chỉ số PCE, hay là thi thoảng có những cái cổ phiếu đẹp thì hoàn toàn là em cũng có thể là pick cho anh chị. Đó giai đoạn này nên ưu tiên nhóm bất động sản KDH, Dick, Nam Long và GX. Đó thì anh chị quét mã QR code ở bên phía tay trái góc trên màn hình anh chị nhé. Đó thì để em duyệt anh chị vào nhóm luôn ạ. Còn hiện tại ngoài ra nhé, anh chị nào mà đang đầu tư ở thị trường chứng khoán ấy mà chưa được hiệu quả thì có thể là chuyển về đồng hành cùng với em Toàn bằng cách rất là đơn giản thôi. Mình có thể là mở một cái tài khoản bên VPS ủng hộ cho em. Đó thì link mở tài khoản thì em có để ở bên phía tay trái góc dưới màn hình, anh chị chỉ cần quét quét cái mã QR code đấy thì đường link mở tài khoản sẽ hiện ra và anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi. Hoặc là anh chị đã có tài khoản VPS rồi thì có thể là chuyển về dưới cái ID của em là BGMH, em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Ngoài ra trong quá trình mở tài khoản hay là chuyển ID mà gặp khó khăn thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0886 239 201 để được hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất anh chị nhé. Đó thì nhìn qua về thị trường hôm nay thì anh chị có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta đâu đó là giảm hơn 7 điểm, cỡ khoảng độ là 0,57% với cái khối lượng giao dịch là tổng 3 sàn nhé anh chị nhé. Đó thì nó rơi đâu đó vào 27-28 ngàn tỷ đúng không ạ? Đó. Sắc xanh thì hôm nay chúng ta có 130 mã xanh, 5 mã trần, 67 mã tham chiếu và 356 mã giảm. Đó chủ yếu là sắc đỏ chiếm phần đa thị trường đúng không anh chị? Anh chị cùng em nhìn qua về hành động của khối ngoại phiên hôm nay một chút anh chị nhé. Anh chị có thể thấy rằng là nước ngoài hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán ròng đâu đó khoảng độ 150.000 tỷ. Đó, có những cái thời điểm là thị trường của chúng ta thì khối ngoại bán ròng 300 tỷ. Đó, nhưng mà kết phiên thì bán khoảng độ đâu đó là 150 tỷ này, em xin lỗi vừa em lại nói là 150.000 tỷ. Và về mặt tự doanh thì hôm nay là một cái phiên bán khá là lớn. Đó, đâu đó là hơn 300 tỷ anh chị nhá. Thanh khoản thì hôm nay là một cái phiên thanh khoản gia tăng hơn so với ngày hôm qua. Biến động của thị trường thì tác động lên index của chúng ta về chiều tích cực thì có Sabeco này, GAC hay Techcombank này. Về chiều tiêu cực thì có cổ phiếu GVR này, VPBank này, Vinamilk này, Vinhome này. Thì em cùng với anh chị có thể là nhìn qua về cái bản tin nhận định mà em có gửi ở trong nhóm cộng đồng của em. Cập nhật giữa phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể theo dõi đây. Thị trường phiên sáng thì giảm hơn 6 điểm với thanh khoản 3 sàn đâu đó khoảng 17.000 tỷ. Đó thì em thấy rằng phiên sáng hôm nay thì cái khối lượng thanh khoản khá là lớn và đột biến anh chị nhé. Trong đó trong phiên thì luôn có sự kéo xả với cái volume khối lượng khá là lớn này, cho thấy tính sát phạt khá cao. Nên là cái thời điểm này em thấy là hơi rủi ro thì anh chị cần lưu ý. Hiện tại khung H1 thì cũng có 3 đoạn phân kỳ MACD này. Cũng như em chia sẻ gần đây thì sẽ có trạng thái khách sạn trong khung tuần ở đồ thị Ichimoku vào cuối tuần đó. Vì vậy ít nhất là hai thì ba hai phiên gần đây là em đã không khuyến nghị anh chị là không nên mở mua mới và chỉ đó, không nên mở mua mới và liên tục khuyến nghị anh chị nên quản trị rủi ro giai đoạn này. Lời khuyên này, anh chị nào mà hết margin, anh chị hạ hết margin và đưa tỷ trọng cổ phiếu về 50% và đặt chặn lãi 50% với tỷ trọng còn lại này. Anh chị nào mà có những cái bắt được những cái nhịp T cộng gần đây, chẳng hạn như là nhóm chứng khoán này, nhóm bất động sản này,
hay một vài cổ phiếu đơn lẻ này, có thể là mình ưu tiên chốt lời ở trong cái phiên ngày hôm nay nhé. Đó thì em có nhắn đây, có nghĩa là anh còn các anh chị nào mà giao dịch theo trend mà có vị thế tốt rồi thì nắm giữ 50% còn lại, chờ cổ phiếu điều chỉnh về những cái vùng mua tiềm năng thì gia tăng thêm thì chẳng còn lại. Đó. Thì hôm nay thì thật ra là phiên sáng hôm nay ấy, thì em thấy rằng là kết phiên với một cái khối lượng thanh khoản khá là lớn, mà trong phiên thì luôn có cái sự rung lắc kéo sạc đó, thì em thấy rằng cái điều này thì nó cũng khá là rủi ro, tại vì anh chị biết rằng là thị trường của chúng ta mà khi mà về đến những cái vùng index, cái chỉ số index của chúng ta mà về đến những cái vùng kháng cự như thời điểm hiện tại ấy, đó thì chúng ta có những cái phiên cả hôm nay là kết phiên nhé, tí nữa phần sắp tới ấy, phân tích về chỉ số VN Index cũng như thị trường ấy, thì em sẽ nói kỹ hơn đó. Thì em đã khuyên rằng là đối với anh chị nào mà vừa rồi mà có những cái nhịp T cộng ấy, mà có thể là xem được những cái video của em này, hay là qua những cái buổi em live stream này đó, hoặc là em có nhắn ở trong nhóm này mà có những cái nhịp T cộng đối với các cái mã cổ phiếu bất động sản hay chứng khoán, hay là một vài mã cổ phiếu mà có cái tỷ suất lợi nhuận khoảng độ đâu đó 7, 10, 12 hay 15% thì có thể là chốt lời. Đó. Còn anh chị nào mà là giao dịch theo trend ấy, mà ngay từ đầu ấy, đúng không ạ, có cái vị thế tốt ngay từ đầu như những cái chiến lược mà em đưa ấy, bắt được từ những cái vùng giá index khoảng độ đâu đó quanh 1.100 ấy, đó thì anh chị, em đã liên tục khuyên anh chị ở cái giai đoạn này là mình sẽ chốt trước, đúng không ạ, tỷ trọng 20%, 30% đến 50% nạp. Đó, đến hôm nay thì chỉ có nghĩa là đến hôm nay thì nếu mà anh chị nào mà những cái phiên trước mà chốt 20-30% rồi thì đến hôm nay thì chốt tiếp để chỉ còn giữ vị thế là 50%. Đó, thì đây là cái phiên trưa ngày hôm nay thì em có cập nhật. Đó, thì anh chị thấy rằng là phiên hôm nay thì buổi sáng thì bán vốn khá là lớn. Đó, nhưng mà buổi chiều thì hay cái phiên này. Đó, thị trường của chúng ta có một phiên giảm điểm cùng sự cố từ sàn HOSE này khiến trạng thái của thị trường không được rõ ràng trong phiên hôm nay. Tuy nhiên với trạng thái kéo lên từ đầu phiên sáng và sau đó giảm điểm thì rủi ro thị trường vẫn tiếp tục tăng lên. Đó. Thì chúng ta nên hạ tỷ trọng này. Đó. Và sau phiên hôm nay thì những nhịp hồi lên cũng sẽ là những nhịp bán đối với nhà đầu tư chuyên kỳ bán này, chuẩn bị nguồn lực cho những cái nhịp tới này và list cổ phiếu mà chúng ta có thể là bắt ở cái thời điểm tới, thì em sẽ gửi lại cho anh chị, có thể là để anh chị tham khảo ở trong cái Zoom VIP anh chị nhé. Đó, đây là Zoom cộng đồng. Thì đây là những cái nhận định của em trong cái phiên hôm nay. Đó thì những cái tại vì là trong cái phiên hôm nay thì em thấy là cái độ rủi ro thì bắt đầu nó tăng cao lên hơn. Và vậy em có nhắn một cái câu là so với cái sát thương sát phạt khá là cao. Đó thì em thấy là khá là rủi ro nên anh chị cần lưu ý. Đó thì những cái nhà đầu tư nào mà nhịp vừa rồi đúng không ạ, mà có lãi 5 7 10 12 15% thì em khuyên là nên chốt lời. Còn anh chị nào mà đã theo em từ những cái đầu trên ấy, đúng không ạ, thì lãi vị thế khoảng độ 20% có, 30% có, 35% cũng có, đúng không ạ, thì mình có thể là mình chốt đó, chốt trước một nửa, còn một nửa vị thế còn lại thì mình có thể là mình chấp chỉnh luôn, đúng không ạ, kể cả những cái giai đoạn tới mà thị trường có chỉnh 7 10 hay là 12% đúng không ạ, thì chúng ta vẫn cứ vô tư nắm giữ những cái vị thế đó. Đó, các cái cổ phiếu mà về những cái điểm hỗ trợ thì mình có thể là gia tăng 50% tỷ trọng còn lại, như vậy thì nó khá là an toàn. Còn kể cả thị trường nếu mà có tiếp tục kéo đúng không ạ, thì nó chắc chắn rằng là chúng ta vẫn còn cái vị thế còn lại đúng không ạ, vẫn còn một cái vị thế nó còn đủ tốt đó, thì thay vì là chúng ta có thể là lựa chọn là mình ăn thêm vài phần trăm nữa với cái việc mà mình chốt trước một nửa rồi đúng không ạ, thì nó sẽ đảm bảo cái tính an toàn của chúng ta hơn rất là cao. Đó thì em giai đoạn này em vẫn đã nói rất là nhiều rồi đúng không ạ, thì chúng ta nên ưu tiên cái việc là chúng ta hãy quản trị rủi ro ở giai đoạn này là chính, chứ còn chúng ta đã có những cái vị thế rất là tốt rồi đó, thì mình cũng có thể là chốt trước một nửa một phần đi đó, thì đây là cái phương pháp của em hướng cho các cái khách hàng của em cũng như là tất cả các anh chị mà có theo dõi em. Thì giao dịch ở thời điểm này thì chúng ta nên đề cao tính an toàn là hơn đó, để sau phiên hôm nay đúng không ạ, những cái phiên tiếp theo chúng ta có thêm những cái dữ liệu về đường giá đúng không ạ, về những cái sự vận động của thị trường thì chúng ta có thể là đưa ra thêm
những cái quyết định đó. Còn phiên hôm nay thì em thấy rằng là cũng cũng khá là có một cái điểm trùng hợp rằng là cũng khá là hay, đó là cái sự cố từ sàn HOSE đúng không ạ? Đó thì chúng ta hãy chờ đợi nhé. Em thấy rằng là từ bắt đầu từ phiên ngày mai thì cũng khá là nguy hiểm rồi đấy, từ phiên ngày mai hay phiên cuối tuần anh chị nhé, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi đó. Thì nếu mà thị trường mà chỉnh mà về những cái vùng mà tiềm năng đó thì chúng ta có thể là mua gia tăng để đánh cho cái nhịp sóng sắp tới anh chị nhé. Thì chúng ta cùng nhau chuyển sang đi phần sang phần thứ hai, phân tích về thị trường của chúng ta, chỉ số VN Index anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy trên khung ngày, khung ngày hiện tại thì hôm nay kết nến thì tiếp tục là một cái phiên cứ tiếp tục là một cái cây nến lưỡng lự đúng không ạ? Đó cái vol thì phiên sáng nhé, phiên sáng hôm nay vol thì khá là lớn đấy anh chị ạ, nhưng mà đến phiên chiều thì có thể là do một vài cái yếu tố chẳng hạn như là nghẽn lệnh, thì volume của nó kết phiên thì đâu đó tổng ba sàn thì nó chỉ rơi vào 27 28 ngàn tỷ thôi. Nếu mà không có cái sự cố từ sàn HOSE ấy, thì em tin chắc rằng chắc chắn rằng là cái phiên thì cái khối lượng của nó sẽ tăng vọt, chắc chắn là sẽ trên 30.000 tỷ đó. Thì nhìn về hiện tại thì anh chị có thể thấy là vol thì tiếp tục là tăng đó, mặc dù là có sự nghẽn lệnh đúng không ạ, có cái sự cố đúng không ạ, nhưng mà vol thì vẫn tăng hơn so với ngày hôm qua, mà điểm số của chúng ta thì tiếp tục là không tăng đó, thì cho thấy đây là một cái phiên phân phối anh chị nhé, tiếp tục là một cái phiên phân phối. Thì đến cái giai đoạn này rồi thì thật ra là về cái trend đúng không ạ, về cái xu hướng của thị trường của chúng ta thì vẫn chưa có gì là vi phạm cả đó, nhưng mà anh chị có thể là thấy là khung H1 này hiện tại thì cũng đã có những cái tín hiệu phân kỳ của MACD đúng không ạ, đó ba đỉnh đúng không ạ, thì cũng đáng là cái điều mà để chúng ta có thể là thận trọng hơn trong cái giai đoạn này đó. Chúng ta nhìn qua về khung nhỏ hơn đi, khung 15 phút đó. Khung 15 phút thì có những cái thời điểm mà đường giá của chúng ta phá vỡ cái đường MA 89 rồi đúng không ạ? Đó. Nhưng mà về cuối phiên thì lại có một cái sự bật tăng trở lại. Đó thì nếu mà phiên ngày mai mà thị trường của chúng ta mà tiếp tục có những cái nhịp ép ấy mà mất đi cái vùng giá là 1258 này này thì em thấy là khả năng là có thể là điều chỉnh về những cái vùng sâu hơn anh chị nhé. Mất đi 1253 nhé anh chị nhé. Đó. Mất đi cái vùng 1253 này này là khá là nguy hiểm đấy anh chị nhé. Còn chúng ta có thể là đợi thêm xem là ngày mai, xem dữ liệu ngày mai đường giá sẽ như thế nào thì em sẽ cập nhật và em sẽ nhắn chi tiết ở trên cái Zoom Zalo cộng đồng. Thì anh chị nào mà chưa vào nhóm nhé thì mình quét mã QR code ở bên phía tay trái góc trên màn hình nhé, để em duyệt luôn anh chị vào cái nhóm cộng đồng nhé anh chị nhé. Đó, thì lát xong buổi live chia, lát nữa em quay cái video xong thì em sẽ duyệt tất cả anh chị vào nhóm. Rồi nhìn về khung đồ thị, nhìn về cái bộ công cụ Ichimoku chỉnh phát thì anh chị có thể thấy rằng là hiện tại trong khung ngày của chúng ta đúng không ạ, đây, nhìn trong khung H1 đi, khung H1 của chúng ta đúng không ạ, H1 của chúng ta thì hiện tại thì phiên hôm nay thì cũng đã mất đi cái vùng Kijun rồi đúng không ạ. Đó, anh chị có thể thấy em mất đi cái vùng 1262 rồi. Đó thì có thể là phiên ngày mai thì hoàn toàn là thị trường của chúng ta có thể tìm về những cái điểm hỗ trợ xa hơn anh chị nhá. Ví dụ như là quanh khoảng độ là 1245 đúng không ạ? Đến 1217. Đó trước khi là có những cái diễn biến mới của thị trường anh chị nhé. Còn trong khung tuần này, anh chị nhìn khung tuần này, khung tuần thì bắt đầu là từ phiên hôm nay đến phiên ngày mai là cũng có cái tín hiệu là chúng ta sẽ mở cái khách sạn ở khung tuần anh chị nhé, đâu đó quanh 1170 anh chị nhé. Khung 15 phút à, anh chị nhìn khung 15 phút đó, khung 15 phút thì ngay sau khi thị trường của chúng ta hôm nay có những cái phiên mà phá vỡ cái đường giao găm này đúng không ạ, thì khung 15 phút hình thành cái vùng khách sạn đúng không ạ, anh chị nhìn thấy không, thì cái và hình thành cái vùng khách sạn quanh vùng giá là 1266 thì đường giá ngay lập tức có cái xu hướng mà bị hút giá về cái vùng khách sạn này đúng không ạ. Đó thì phiên ngày mai thì cái vùng giá quanh 1253 này sẽ cực kỳ là quan trọng anh chị nhé, anh chị sẽ để ý cái vùng giá này, nếu mà thủng cái vùng giá này thì hoàn toàn là sẽ bị
điều chỉnh về những cái vùng xa hơn anh chị nhé. Cái mốc ngày mai là cái biên là cái vùng hỗ trợ là 1253. Đó. Anh chị thấy không ạ? Vùng 1253. Đó. Đây là đối với lại góc nhìn từ bộ công cụ Ichimoku chỉnh phát anh chị nhé. Kết hợp thêm cái đường MA mà em đang sử dụng ấy thì anh chị có thể thấy không ạ? Cái khung H1 này. Đó. Thì cái đường hỗ trợ đúng không ạ? Cái đường MA34 thì nó cũng quanh ở 1253. Nó khá là giống với lại cái dao găm 129 ở bộ công cụ Ichimoku chỉnh phát trong khung 15 phút nhé. Đó, có khung 1 giờ thì cái đường MA34 thì nó cũng có cái mốc hỗ trợ quanh 1253. Nếu mà về thủng cái vùng giá này thì chắc chắn là sẽ tìm về đến cái vùng hỗ trợ nó xa hơn. Đó. Thì đây là những cái phân tích đánh giá của em về thị trường của chúng ta, cần nhìn qua về một số các cái nhóm ngành, chẳng hạn như là hôm nay thì gần như là chỉ có nhóm ngân hàng này thì có những cái sắc xanh đỏ và những cái sắc vàng tham chiếu là nó đan xen. Đó. Ngoài ra thì chứng khoán thì hôm nay thì đầu phiên sáng thì có dòng tiền vào khá là tốt đúng không ạ? Ngay đầu phiên sáng thì có những cái cổ phiếu mà gần như là có sắc xanh hết, nhưng mà đến phiên chiều thì kết phiên lại thì có cổ phiếu Agribank này là một cái cổ phiếu mà em pick trong thời gian vừa qua thì tiếp tục là thể hiện là cái sức mạnh khi tăng 1.6 điểm này. À em xin lỗi, 1.6%. Đó. Thì hiện tại thì đối với trạng thái của cổ phiếu này thì vẫn hoàn toàn là ổn anh chị nhé. Đó. Nếu mà anh chị mà giao dịch ở những cái nhịp T cộng ấy, tại vì cổ phiếu thì cũng đã tìm về những cái vùng đỉnh cũ rồi, thì anh chị nào mà giao dịch những cái nhịp T cộng mà mới lãi khoảng độ 7, 10 hay 15% hay 12% đó, như em khuyến nghị ấy, thì mình có thể là mình chốt vị thế được, mình có thể là chốt lời được. Đó, còn nếu mà anh chị nào mà có những cái vị thế tốt hơn rồi đúng không ạ? Thì mình hoàn toàn là mình có thể là tuân thủ cái chiến lược của em là mình chốt trước 50% vị thế, còn đâu mình sẽ gồng. Đó. Thì đấy là đối với lại những anh chị mà có vị thế tốt rồi. Đó. CTS thì cũng là một cổ phiếu hôm nay có sức tăng tốt này. Thuộc nhóm chứng khoán anh chị nhé. Con này nó còn vượt đỉnh luôn đúng không ạ? CTS này. Đây là trong khung tuần đấy chị nhé. Anh chị có thể theo dõi là hiện tại thì nó đang chạy cái sóng 3. Để mua mới những cổ phiếu này thì em đã chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không ạ? Chúng ta khó để có cái điểm mua mới nữa. Đó. Thì anh chị là khó thì tiếp tục nắm giữ thôi. Đó. Mình chủ động mình hạ bớt thôi, còn đó mình cứ tiếp tục nắm giữ. Đó. Khi thị trường mà có cái dấu hiệu mà chỉnh đó thì cổ phiếu mà về những cái vùng giá nó tốt hơn thì mình có thể là mình sở hữu. Còn cái nhóm chứng khoán thì chắc là em đã nói rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đó. Có cả một cái video mà em phân tích riêng thì em nhận định rằng là sau cái phiên rung lắc đúng không ạ? Sau cái phiên rung lắc đây này, cái phiên này này. Sau cái phiên rung lắc. Đây, sau cái phiên này. Đó, ở ngày 23 tháng 2 này. Đó, thì sau phiên này thì em thấy là dòng tiền vào nhóm chứng khoán khá là mạnh. Đó, và hôm phiên hôm đấy thì em thấy là có hai cổ phiếu trần là cổ phiếu HCM và STS. Đó, thì em thấy rằng là chứng khoán thì hiện tại nhé, thì em thấy rằng là nhóm chứng khoán này là nhóm có sóng rồi đó, thì em có làm một cái video để mà chia sẻ đến anh chị là chúng ta không thể nào mà thiếu được một cái mã chứng khoán trong danh mục đầu tư của chúng ta trong cái thời điểm sắp tới đó, thì anh chị có thể là lưu ý nhé. Em điểm qua một chút các cái nhóm khác nhé, hoặc nhóm thép thì gần như các cái cổ phiếu của chúng ta thì có những cái mức điều chỉnh đâu đó 1 đến 3%. Đấy, nhóm bán lẻ đúng không ạ? Bán lẻ thì cổ phiếu Masan là cái cổ phiếu mà em có bích cho anh chị trong thời gian gần đây, thì hôm nay tiếp tục có thể hiện được sức mạnh. Đó, thì anh chị có vị thế tốt quanh cái vùng giá 67 thì anh chị tiếp tục là nắm giữ nhé. Hay là cổ phiếu DigiGo đúng không ạ? DigiGo thì
cái cổ phiếu này thì hôm trước thì em có khuyên anh chị là mình có thể là mình xem xét mình tham gia được đối với cổ phiếu DigiWall này nhé. Đó thì hôm nay thì cũng đã về đến những cái vùng giá tham gia rồi đúng không ạ? Đó thì anh chị hoàn toàn là có thể là lấy được nhé anh chị nhé, quanh từ vùng giá là 57 tới 58 đó. Thì anh chị nào mà thích cổ phiếu này thì có thể là tham gia anh chị nhé. Nhóm đầu tư công thì hôm nay chiết khấu cũng khá là nhiều này. Nhóm thủy sản thì có Vĩnh Hoàn thì vẫn tiếp tục là thể hiện được sức mạnh anh chị thấy không ạ? Cổ phiếu này thì mặc dù là thị trường giảm nhưng mà nó lại tăng 1.64%. Nó những cái phiên sắp tới mà chẳng hạn như thị trường có rung lắc thì anh chị có thể là canh mua quanh giá từ 69 tới 70.5 được anh chị nhé. Nhưng mà em nghĩ rằng chỉnh thì cũng hơi khó đấy. Trừ khi là thị trường giảm 100 điểm thì khả năng thì mới có giá 69 đến 70 được. Còn đâu để mua mới cổ phiếu này thì rất là khó. Các cái nhóm khác thì chủ yếu là có cái sắc đỏ thôi, trừ nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí thì cùng với nhóm chứng khoán thì ngay từ phiên sáng thì đã có cái sắc xanh rồi, và kết phiên thì xanh đỏ đan xen. Một vài cổ phiếu tăng tốt chẳng hạn như là GAS này, GAS tăng hơn 1% hay PVT này đúng không ạ? BVT thì BVT thì hiện tại thì vẫn là một cổ phiếu giao dịch ở trong một cái form thôi đó. Thì anh chị nào mà thích cổ phiếu BVT này thì vẫn có thể là tham gia được anh chị nhé. BVT này vẫn có thể tham gia được quanh cái vùng giá là từ 62 26.4 đến đâu đó là 26.8 thì anh chị vẫn có thể tham gia được đối với BVT nhé. Em thấy trạng thái của cổ phiếu này là khá ổn đấy, BVT này. Đó. Còn đâu BVD thì hôm nay thì có giảm một chút. Đó, những cái phiên tới mà có giá quanh 29.2 đến 30 thì anh chị có thể tham gia được nếu mà anh chị thích đối với cổ phiếu BVD này. À, em xin lỗi, đối với cổ phiếu BVD này, thì BVD thì vẫn là cổ phiếu lead của dòng dầu khí rồi. Đó, hôm nay thì những cái cổ phiếu mà mấy hôm trước nó chưa chưa tăng ấy, chưa tăng nhiều ấy, chẳng hạn như là Fed này hay là PVT các thứ hay gas các thứ ấy, đó nó chưa tăng được nhiều thì hôm nay thì những cái cổ phiếu này có sắc xanh. Còn đâu cổ phiếu PVD thì mấy phiên trước thì nó có sự tăng nóng rồi thì hôm nay thì có cái sự giảm điểm đâu đó. Con PVD này thì hôm nay giảm khoảng độ gần 2%. Đó thì những cái phiên sắp tới mà có rung lắc thêm thì mình có thể lấy được đối với cổ phiếu này khi mà nó test lại quanh cái vùng nền này nhé anh chị nhé, là quanh từ 29.3 này đến khoảng độ đâu đó là 30 anh chị có thể tham gia được. Tham gia giai đoạn này thì anh chị nhớ nhé là mình chỉ tham gia 50% đối với anh chị mà chưa có hàng, có nghĩa là mình đang cầm full tiền đấy. Đó thì mình chia ra chẳng hạn như là anh chị muốn giao dịch 5 mã trong cái thời gian sắp tới danh mục của anh chị ấy, đó thì một mã dành cho nhóm dầu khí này thì anh chị có thể là lấy 50% của vị thế 200 triệu đúng không ạ? Ví dụ vốn của anh chị có 1 tỷ mà muốn chia 5 mã thì mỗi mã sẽ là 200 triệu đúng không ạ? Thì anh chị lấy 50% thì có nghĩa là sẽ là mua 100 triệu trước đó đối với lại cái cổ phiếu đó. Đó thì trên đây là những cái nhận định của em về thị trường của chúng ta ngày hôm nay. Đó, thì cũng điểm qua lướt qua một vài các cái nhóm ngành thì buổi tối nay là lúc 22 giờ nhá anh chị nhá, em có livestream ở trên kênh Ichimoku Việt Nam thì em sẽ nhận định chi tiết đúng không ạ, chi tiết các cái cổ phiếu, từng trạng thái cổ phiếu thì rất là mong được tất cả anh chị và chúng ta cùng nhau vào để mà giao lưu cùng em đó, để mà có thể là ủng hộ cho em đó. Thì em xin chúc cả nhà sắp tới thì có những cái phiên giao dịch là bùng nổ, và xin hẹn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái chương trình tiếp theo anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.